Chiều cùng ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh sổ số kiến thiết 9 tháng của năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cùng các đồng chí là nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong 9 tháng của năm 2023, hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Sóc Trăng được sự quan tâm lãnh đạo của Thượng trực tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, sự giám sát của Hội đồng Giám sát sổ số kiến thiết và sự hỗ trợ tích cực của các sở ban ngành có liên quan. Công ty đã tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, giữ vững tốc độ tăng trưởng, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Đến nay, công ty đã có trên 140 đại lý vé sổ số kiến thiết Sóc Trăng đã phát hành đến 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam. Công ty thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với công ty sổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố, trong khu vực, các đại lý sổ số, tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường,

nộp ngân sách là 1.426,3 tỷ, đạt 92,02% kế hoạch năm và tăng 29,08% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 9 tháng, chi phí trả thưởng là 2.312 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí trả thưởng 48,58% trên doanh thu, Bên cạnh tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, công ty tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tài trợ học bổng, hỗ trợ người nghèo, tập học sinh cho các trường trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Lâu đã biểu dương đánh giá cao kết quả kinh doanh và những đóng góp của công ty sổ số, số kiến thiết Sóc Trăng đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị công ty cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động kinh doanh sổ số và pháp luật có liên quan đối với loại hình chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh cho giai đoạn mới không ngừng cải tiến nâng cao hiệu quả kinh doanh coi trọng công tác phát triển nhân sự xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực tâm huyết trách nhiệm tạo môi trường làm việc năng động mọi thành viên đều có cơ hội phát triển tiếp tục quan tâm tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội đồng hành cùng với các đại lý sổ số và chính quyền địa phương các cấp quan tâm chăm lo đời sống những người bán vé số hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động an sinh xã hội nhất là thường xuyên tuyên truyền mục đích ý nghĩa của hoạt động kinh doanh sổ số đảm bảo hoạt động kinh doanh sổ số lành mạnh hiệu quả Sáng nay 29 tháng 11, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án số 06, chủ trì hội nghị thảo luận thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc triển khai đề án số 06 và giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Cùng dự hội nghị có đại tá Bùi Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc công an tỉnh. Đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong công an tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công đối với 25 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc đề án số 06. Kết quả tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý của các sở ngành địa phương đối với dự thảo kế hoạch phối hợp thực hiện các mô hình điểm. Theo đó, tỉnh đã hoàn thành 24 trên 25 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc đề án số 06, còn một thủ tục thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình là chưa triển khai. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 327.611 hồ sơ, trong đó có 218.300 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt 66,6% so với tổng số tiếp nhận và có 109.311 hồ sơ trực tiếp. Trong đó có 4 trên 24 thủ tục được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trực tuyến. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh các đại biểu tham dự hội nghị đã có những tham luận chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và rút kinh nghiệm đối với những kết quả chưa làm được. Qua đó đề xuất các kiến nghị để công tác này được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành địa phương, nhất là lực lượng công an tỉnh trong công tác này đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn khuyến khích người dân doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến với các cơ quan đơn vị có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thấp, cần có giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các mô hình điểm trong đề án số 06 đề nghị các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai mô hình và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng tham gia bảo đảm hiệu quả đồng bộ, ưu tiên phát huy tối đa mọi nguồn lực, nền tảng có sẵn, nhất là tập trung đẩy mạnh những mô hình không tốn kinh phí đầu tư, tránh giàn trải, lãng phí.